Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Kênh của mình thì chuyên về một số kiếm tiền dự án kiếm tiền free online cũng như là kiếm tiền điện tử nhé. Thì cái dự án hôm nay mình sẽ giới thiệu hai cái event ở trên sàn KuCoin kết hợp với đồng Swat cũng như là KuCoin kết hợp với đồng Jam. Đấy, hai cái dự án này đều làm cũng y chang như nhau á. Đến ngày 19 tháng 8 là kết thúc nha. Hai cái dự án này đều là 19 tháng 8, hôm nay là 15 tháng 8. Thì các bạn cũng có thể tham gia dự án này nhé. Đầu tiên là các bạn điền cho mình một cái làm cái ở trên Glam. Nhưng mà trước khi làm Glam thì chúng ta sẽ phải có một cái tài khoản chúng ta phải có một cái tài khoản gì nhỉ? KuCoin. Bạn nào mà chưa có tài khoản KuCoin thì các bạn đăng ký nhé. Link mình để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm. Các bạn đăng ký bằng email, mật khẩu, lặp lại mật khẩu cũng như là xác minh cái email. Vào trong thì các bạn chú ý đến cái phần KYC verification. Thì mọi người vào đây verify cho mình nhé. Ở đây thì mình đã verify rồi. Đây. Đấy, level 1 thôi mọi người nhé. Tiếp theo nữa là khi mà các bạn đã có tài khoản ok rồi, đăng ký xác minh xong rồi thì mọi người vào cái phần My Account. Vào đây thì mọi người sẽ ấn vào Deposit. Mọi người chuyển USDT này, ETH hoặc là KSC, KCS hoặc là BTC hoặc là ETH, BNB vào đây để chúng ta trade nhé. Đấy thì chúng ta đã có một cái tài khoản ở trên này rồi thì chúng ta bắt đầu vào trong cái phần Glam để chúng ta làm một cái nhiệm vụ ở trên Glam nữa nhé. Tại vì là ở trên này thì mình đã làm xong rồi, mình làm vội quá. Đấy, làm xong mới thấy nó có hai cái dự án luôn, thay vì thế cho nên là muốn giới thiệu với mọi người. Đầu tiên là các bạn ấn vào chỗ Quick About Swap này thì các bạn ấn vào nó có một cái link form nhé. Thì mọi người ấn cái form ra, sau đấy thì mọi người vào cái bài viết này. Mọi người sẽ ấn vào cái có cái câu trả lời bằng hình ảnh ở đây. Ví dụ cái câu đầu tiên thì là 10% này, câu thứ hai là SNFT này, câu thứ ba là OOBO và câu thứ bốn cũng là OOBO. Đấy, tiếp theo nữa là ở đây Swap Booker Your Data Income ở dưới nữa là OOBO nữa là xong hoàn thành. Thế đây chúng ta gửi đi nhé. Đấy, xong cái nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta enter cái KuCoin UID để sau này họ dựa vào cái thông tin để họ có thể phát thưởng cho mình nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ vào phần đây. Chúng ta thấy cái phần UID ở đây này. Đấy, chúng ta ấn vào copy nhé. Và đây chúng ta dán vào đây. Còn ở dưới này thì chúng ta theo dõi mạng xã hội thôi, khá là đơn giản rồi. Chúng ta follow KuCoin này ở trên Twitter cũng như là Telegram nữa, Swat ở trên Telegram nữa là xong nhé. Đấy, dự án đầu tiên. Dự án thứ hai cũng làm y chang như thế luôn mọi người nhé. Làm y chang luôn, không có gì khác luôn. Cũng vào Glam này, cũng điền một số cái câu hỏi thì có câu trả lời ở đây rồi. Câu đầu tiên là có Maria Cray. Đấy. Câu thứ hai là OVO và câu thứ ba OVO. Câu thứ bốn là KuCoin, thứ năm là IS6 đây, IS, thứ bảy ERC20 hết. Đấy. Tiếp theo thì các bạn cũng gửi cái form đi thôi. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ trade nhé. Tiếp tục là cái phần quan trọng nhất là chúng ta trade. Ở đây thì chúng ta trade có cái tổng volume nhé. Tổng volume luôn chứ không cần phải các bạn ấy luôn. Ví dụ các bạn có 10 đô các bạn cũng có thể trade được nhé. Các bạn làm 8 lệnh thì nó sẽ được 80 đô nhé. Đây là tổng vô nhé chứ không phải là một lệnh. Nếu các bạn có thể trade nhé. 100 đô hoặc là 20 đô các bạn cũng có thể làm được. Đấy. Các bạn trade trên 80 đô sẽ chia sẻ khoảng 614.600 Swat này. Nếu mà trade các bạn trên 5.000 W tức là tập 110 đô la trở lên thì các bạn chia sẻ 1,5 million Swat. Đấy. Ở dưới này thì cũng thế. Đấy. Dưới này thì cái tổng của cái lượt thứ hai nó nhiều hơn một ít. Đấy. Ở trên là 130, 110 còn dưới là 115. Nói chung là các bạn trade khoảng 150 là đủ nhé. Cả hai dự án luôn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào cái phần trade nhé. Đầu tiên là chúng ta trade cái đồng Swat trước nhé. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta deposit cái USDT vào nhé, thì chúng ta nó sẽ ở phần overview này. Đấy thì nó sẽ ở phần My Account. Cái phần My Account này thì các bạn sẽ phải transfer sang phần trading nhé. Các bạn transfer hay sang phần trading thì các bạn mới trade được nhé. Tiếp theo nữa các bạn vào trade spot trading này. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm con Swat à. Swat phải không? Phải con này cho mọi người. 1H, SH.
Đấy, con SWAT. Đúng không? Ở đây đúng không? Tìm mà không thấy nữa thì tao khóc mà nhẹ luôn á. À, chúng ta có cái pad để chúng ta trade. Ủa, hôm qua nó là một gậy ghê nhỉ. Không có lên máy đâu. 4 giờ trước sao nào. Đấy. 12 giờ trước. Nó hiện hay nhỉ. 1 giờ trước. Ừ, có lúc nó cũng lên không phải mấy. 2 giờ trước. 0,4, 0,5. Wix xem nào. Đấy, 0,17 mà nó xuống này. Ok, thì bắt đầu chúng ta sẽ trade nhá. Vào đây thì chúng ta có một cái lệnh này, thì chúng ta ấn vào mua. Cái giá thì price thì mọi người có thể ấn vào cái giá này 0,28, 0,028, 73, 74 đi. Đấy, thì chúng ta buy một lệnh. Buy xong sell nhé các bạn nhé, để tránh cái tình trạng là chúng ta có thể mất. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải mất một ít phí rồi. Ủa, 75 mình mua 74 mà không được à? Sáu không được luôn hả? Trời ơi, sao vậy? Mua 76 nó lên 77, 78 này. À, bên này nó có 80 này. Nó tận 80 cơ mà. Đấy, 80 thì được. Chúng ta bán 8 80 đi, thôi 80 thôi. Đấy, chúng ta sẽ lấy một cái lệnh sell 80. Cái lệnh lúc nãy là mình có thể vào đây để check này. Bài. Ủa, mới 138 nữa hả? Má mày. Mua 78 nó lại mua 86. Ôi trời. Con này dự khó bay nhỉ? À, khó mua nhỉ? Nó không trôi cho ấy mọi người. Trời ạ. Bán gì cứ lý nha lý nhí vậy. Chán ghê rồi đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại cái phần đây. Mua xong cái lệnh đấy thì chúng ta bán đi, sau lại chúng ta quyển chuyển sang con giam. Okay. Vẫn chưa trôi hả? Mẹ. Này mua hẳn con to này cho nào này, ơi mua mãi mới được bố mình nhá. Sell đi 2,9 mà mua 2,94 cơ, trời ạ.
Vẫn không chơi này. Đấy, đến con số của tôi rồi, mua đi mua đi, mua hết đi. Trời ơi, làm một lệnh đi, cứ mua có mấy 100 100 mua bao giờ cho nó hết cho. Rồi bán phải thấp hơn rồi mọi người ạ. Mất một vài đô là cái chắc đấy mọi người ạ. Tám mươi tám mốt thôi mà mày cũng không mua luôn hả? Mua đi. Trời ạ, đặt lệnh đi. Bực mình à. Có một giá thôi mà nó kỳ kèo. Nhanh rồi tôi có còn mua bên kia. Chán ghê, nó dừng luôn à. Ố mày đã. Mua đi. Trời ạ. Được 184 rồi mọi người. Tôi cứ để đấy nha. Thì chúng ta quay sang bên này. Tại vì cái lệnh bên này nó cũng chỉ là khoảng 135 thôi. Để cho phần dê. Chín cái mua rồi kìa. Đấy, lên 80 bố mình ạ. Rồi, thế là làm một lệnh cho xong nhé mọi người nhé. Rồi link mình sẽ để bên dưới cho mọi người cùng tham gia hai cái dự án này nhé, đều trên sàn KuCoin này. Chia sẻ khoảng 50.000 token, 50.000 đô la token gen cũng như là 500.000 SWAT token. Đấy, mình sẽ để link bên dưới nhá. Sau ngày 19 tháng 8 thì nó sẽ có thông báo cũng như là kết thúc sự kiện, thì nó sẽ trả về ví của mình. Khi mà một số bạn may mắn trúng ấy thì sẽ gửi về ví. Sau đó khoảng 1 đến 2 tuần mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé.